Hello, xin chào anh chị em chơi thể thao nha. Ngày hôm nay mình về hàng, nhưng mà về hàng này không phải là về hàng quay mát mà về Bình Lắc. Thì đợt này mình về Bình Lắc, nhưng mà điều đặc biệt là có mình về rất là nhiều màu tím nè, màu xanh lá cây, màu cam, màu đỏ đỏ nè, màu cam, màu này màu gì vậy? Mình về mấy thùng nữa các bạn, 15 thùng, nhưng mà cái này màu đen, thì sẽ đi với cái này. Về 15 thùng, nhưng mà ở đây thì người ta giao mình 10 thùng, tại mình hẹn qua Tết á, tại bất ngờ quá về cái là người ta hẹn qua Tết mà không biết sao người ta có hàng sớm nên người ta giao cho mình sớm, mình cũng chưa chuẩn bị không gian á, mấy cái này chiếm không gian đó các bạn, cho nên mình chỉ nhận khoảng 10 thùng thôi. Đây là một cam nè, một cam thì cũng đặc biệt là đợt này có logo, có thương hiệu của quay thể thao nha. Đây là đỏ, đây màu hồng, cũng có luôn, và bên này là màu xanh, đây màu xanh cũng có logo luôn. Thì các bạn mấy Bình Lắc này thì có lẽ là 70.000, mà các bạn mua quay mát thì tặng nha, tôi ship và tặng cho Bình Lắc. Hello, thì phần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một số loại nhựa. Nhựa nào là phân biệt loại nhựa nào mình hay thấy ở trên những cái loại nhựa mà tốt á, thì nó sẽ ghi là BPA free. Thì BPA là cái chất mà nó có gây hại cho sức khỏe của người. Các bạn nên biết là nó sẽ gây độc hại, như là gây rối loạn nội tiết tố nè, thường có trong cái loại nhựa, đặc biệt ở nhiệt độ cao thì nó sẽ tan vào trong thức ăn, thì nó mình ăn cái loại đó vào thì nó sẽ gây ra các bệnh tật nguy hiểm như là ung thư nè, suy chức năng tuyến giáp, rồi rồi gây hại lên hệ thần kinh, viêm phế quản, hen suyễn các thứ. Thì những cái loại mà nó có BPA á thì mình nên tránh nó, hoặc là mình dùng một lần thôi. Thì cái loại nhựa đó mình chỉ dùng một lần thôi, mình không có dùng nhiều lần. Thì mình nên biết á là nhựa nào nó sẽ cho mình có khả năng là cho vào lò vi sóng, hoặc là có thể là chứa đựng những thức ăn nóng, thức ăn mà có nhiệt độ cao á, thì một cái loại nhựa nào. Thì mình sẽ kể ra khoảng đâu đó 7 loại. Thì đầu tiên là nhựa ta ký hiệu ở trên này nè, ví dụ như là những loại nhựa Bình Lắc này thì vẫn tốt rồi, thì nó ghi là số 5, mình sử dụng rất là ok. Nhưng mà những loại nhựa mà nó ghi số 1 á thì là nhựa BETE, đọc là BETE cũng được, thì dùng trong các loại thực phẩm dạng lỏng, như là mình đựng mấy chai nước ngọt, nước suối rồi đó, Coca-Cola, nước khoáng rồi đó, thì mình dùng cái loại đó vậy vừa vừa thôi, chỉ nên dùng một lần duy nhất, thì không nên sử dụng nhiều lần vì nó chứa BPA, nó có thể tan vào trong thức ăn. Những cái chai nhựa đó mình bỏ, nó ghi là nhựa BETE thì mình dùng ít thôi, có nhiệt độ cao rồi này nọ đó, ví dụ như những cái chai nhựa đựng nước mà đựng nước nóng rồi này nọ thì nó sẽ không tốt, thì tránh nha. Thì tiếp theo là nhựa 2, là nhựa HDPE, thì các chuyên gia khuyên là nên dùng cái nhựa số 2 đó để mà dùng cái thực phẩm lâu dài. Số 2 mình coi cái số cái này nhá, thì số 2 được dùng để đựng chai nhựa nè, dùng làm chai nhựa nè, bình đựng sữa, rồi đựng dầu ăn, cái loại nhựa cứng đồ chơi, thì loại đó thì khá là ổn, loại đó là an toàn nha. Thì cho kỹ ký hiệu in ở trên đó nó ghi là số 2 thì mình nên dùng loại đó cũng khá là tốt. Nghĩa là nhựa thêm một loại nhựa là mình nên chọn nhà là số 2 nha. Rồi tiếp theo là nhựa PVC. PVC là rất là nguy hiểm, có chứa các loại độc hại như là Flatate và BPA. Đó, thì loại mà có chữ BPA thì nó tan vào trong thực phẩm ở dưới tác dụng của nhiệt độ thì nó sẽ không tốt. Nhựa số 3 này á, là PVC, thì nó dùng trong các loại màng bọc bao bì, màng bọc thực phẩm, màng nhựa kiến trong suốt, đựng bình đựng dầu ăn, đựng nước, thì nó cũng đựng bình thường thôi, nhưng mà thấy số 3 thì mình nên tránh. Rồi tiếp theo, nhựa LTPE là nhựa số 4, thì dùng để găng tay, dùng để làm túi nhựa này, găng tay ni lông nè, túi ni lông, túi đựng hộp bánh. Số 4
thì chịu nhiệt kém, vì vậy là cũng không nên dùng trong các trường hợp mà mình có nhiệt độ cao, lò vi sóng này nọ. Thứ năm là nhựa PP. Nhựa PP là nhựa rất là tốt. Đây, các loại bình lắc trên thị trường hiện tại thì nếu bình lắc nào tốt thì nó sẽ ghi là PP5 nha các bạn. Đó, loại này là các được các chuyên gia khuyên sử dụng vì độ bền nó rất là cao, nhiệt độ cao luôn. Có thể khả năng chịu nhiệt từ 130 cho đến 170, 130 đến 170 độ C, dùng để làm hộp thực phẩm nè. Thì mình đừng để trong lò vi sóng lâu quá. Nếu mà mình hâm cái gì đó hoặc làm nóng một cái dung dịch gì đó ở trong này, mình để trong lò vi sóng thì khoảng 1 phút, được 1 phút, 2 phút đổ lại thôi, không được để 2 đến 3 phút nha. Rồi, vậy là nãy giờ mình đã tìm được nhựa số 2 nè, rồi nhựa số 4 nè, nhựa số 5. Đó là dùng được, khá là ok. Rồi coi nhựa số 6 nè. Nhựa số 6 là nhựa rẻ và nhẹ, thường dùng làm hộp xốp, đựng thức ăn, ly, dĩa. Thì mình thấy là trong các loại mà hộp cơm tấm rồi đó, thì những hộp cơm rồi đó, hộp bánh bèo, bánh ướt, mình dùng một lần rồi mình bỏ vậy thôi. Tiếp theo là nhựa số 7, nhựa PC. Thì nó ghi là số 7 không có ký hiệu gì hết á, mình biết là nhựa 7 thôi. Và nhựa này là cực kỳ độc hại và có chất BPA. Đó, thì cứ thấy BPA thì mình nên tránh, đựng các hóa chất hoặc là hộp đựng thức ăn như hộp sữa chua, hộp mì ăn liền. Thì nhựa này thì lâu dài không sử dụng, không tốt cho sức khỏe, độc hại, đặc biệt là đoạn nóng có khả năng nhiễm độc vào thức ăn rất nguy hiểm. Đó, thì nãy giờ mình tóm tắt lại nhựa 2, 4, 5 là dùng được, còn lại thì sẽ không ok về thời gian dài, không có tái sử dụng được nha. Rồi, vậy thôi, thì tóm tắt nguyên cái video này lại thì mình chia sẻ là loại nhựa trong bình lắc tốt á, thì nó sẽ ghi là PP5. Thì đây là loại mình mới nhập, nó ghi là PP5, yên tâm mà sử dụng nha. Bình này thì nó cũng khá là ưu việt, nó một ngăn mà nó chứa được khoảng 700ml nước. Ở đây nó có cho mình cái quai sách nữa, để mình khơi ra. Thì bình nào thì nó cũng có cái bao ni lông này để chống bụi vậy thôi. Ở trong nó có cái lò xo, bây giờ mình khơi này ra, khơi ra cho bạn coi nha. Ở đây nó ghi chữ quay thể thao, cho bạn nhớ cái website của mình để mà có thể lâu lâu mình vào mình xem, mình tham khảo một số sản phẩm nào các bạn ưng thì có thể liên hệ mình nha. Ở đây nó có cái quai sách, cái nguyên nhân của quai sách này là tại sao nó lại có, thì tại sao mình không cầm gì mà mình sách vậy là sách chi. Nếu mà có quai sách này thì các bạn có thể khi các bạn đi tập gym á thì các bạn dùng tay bên này là để cầm cái gì đó, ví dụ như cầm cái túi sách, cầm cái gym bag á. Còn này thì mình cầm này thì mình không có mở cửa được, cho nên là phải cầm chỗ này đó mở cửa được. Đó, mở cửa dùm cho bạn nữ hay là mở cửa nó cũng dễ hơn. Thì ở đây nó cũng vẫn ghi đầy đủ ml nha. Đó, thể tích ml, thể tích nước thì đây 300 nè, 500 nè, 600 nè, lên tới đây 700. Mà nếu mà múc rót nước mà đầy lên tới cái miệng luôn thì là 800ml nữa. Nói chung là khá ưu việt cho các bạn. Thì bạn nào mà không thích dùng 2-3 ngăn nữa, dùng 1 ngăn để lắc thôi thì nên chọn cái này. Trong này cũng có cái lò xo để các bạn dùng mà lắc mát á, thì lắc thêm này. Còn quay thì thôi khỏi, quay nó rất là dễ tan, quay dễ tan lắm nha các bạn. Thì cái loại này mình thấy cái khức này nó cũng khá là ok. Mình bây giờ mình rót nước cho thử nha, nước vô thử coi nó có bị chảy nước không, màu đẹp lắm các bạn. Rót đại vô miếng đi, rồi đại lại thì kiểm tra. Bây giờ mở nắp ra để nắp lại thì cái cục là coi như đóng được cái nắp. Rồi lắc thử coi chảy nước không. Rồi, vậy là cái khất này rất là chắc cú, không chảy nước ra ngoài. Ok nha các bạn. Rồi mình test thử cho bạn một cái làm thử nha. Thì bạn nào mua quay mua mát thì sẽ được tặng cái lắc. Rồi vậy thôi, mình xin vậy là video này mình đã chia sẻ cho các bạn một số kiến thức về nhựa, cái loại nhựa, và khoe thêm bình lắc mình mới về. Các bạn nào cần thì liên hệ mình nha, mình cũng có bán lẻ hoặc là mua quay mua mát thì mình có thể tặng. Thì các bạn yên tâm về chất lượng của cái loại nhựa này thì khá là tốt nha. Mình xin kết thúc video tại đây, bye bye.